Chào mừng các bạn đến với bản tin 18 máy bay ném bom chiến lược Nga áp sát Ukraine, Kiev đề cao cảnh giác. Ngoặc kép chấm, trên kênh ST News, quân đội Nga được cho là đã điều động về căn cứ không quân Angen 18 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM và Tu-160. Giang Defense Express, dựa trên những hình ảnh vệ tinh thu được hôm 28 tháng 11. Đưa tin quân đội Nga đã điều động về căn cứ không quân Angen ở vùng Saratov 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM và 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Số lượng máy bay lớn này chiếm 20% tổng số máy bay thuộc phi đội Tu-95MSM và 20% số máy bay Tu-160 trong biên chế không quân Nga. Theo giới phân tích, các máy bay ném bom của Nga đang tập trung tại căn cứ Angen có khả năng mang theo tới 132 tên lửa hành trình KS-555 và KS-101, đủ để tiến hành một trận tập kích đường không với quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Căn cứ không quân Angen cũng chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km. Bên cạnh các oanh tạc cơ Tu-95MSM và Tu-160, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy quân đội Nga đã điều động cả các máy bay tiếp nhiên liệu trên không IN-78 cùng các máy bay vận tải AN-124 và IN-76 về căn cứ không quân tại vùng Saratov. IN-76 và AN-124 là các vận tải cơ thường được Nga sử dụng để vận chuyển những hàng hóa quân sự đặc biệt, trong đó có tên lửa hành trình. Những thông tin thu được về hoạt động quân sự của Nga tại căn cứ Angen khiến giới chức Ukraine lo ngại. Kiev lập tức đưa ra các biện pháp đề phòng khẩn cấp trước nguy cơ những cuộc tập kích đường không với quy mô tương tự như các cuộc tấn công hồi giữa tháng 11 sẽ được lặp lại trong thời gian tới. Ngày 15 tháng 11, quân đội Nga tiến hành một trận tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine. Theo không quân Ukraine, gần 100 tên lửa hành trình đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như một số khu dân cư tại quận trung tâm Petersburg ở thủ đô Kiev, thành phố Lviv, cùng các khu vực Kharkov, Rivne, Kryvyi Rih, Poltava, Odessa và Zhytomyr. Không lâu sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn chưa từng có vào ngày 15 tháng 11, trong hai ngày 17 và 23/11, quân đội Nga đã tiếp tục bắn hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các vụ tấn công này đã khiến nhiều khu vực tại thủ đô Kiev cùng các thành phố lớn tại Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng. Tại thủ đô Kiev, hơn một nửa dân số của thành phố này đã phải sống trong tình trạng mất điện. Các tòa nhà cao tầng cũng đã bị trúng tên lửa của Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật những video mới nhất từ kênh tin tức ST.